Xin chào quý bạn và các vị đã đến với kênh của anh Hoa Thịnh, đệ tử của anh Hoa Vinh. Hôm nay chúng tôi sẽ test kích bao nhiêu đây nhỉ? 88. Ôi chỗ này có nhiều con chuối. Ôi đây đây đây, bên đây. Trắng trắng kia có phải không? Kích 8 phép của anh Thịnh Phạm. Hoa Thịnh. À quên, anh Hoa Thịnh. Khả năng ca hát của anh ngang ngửa hoa Vinh, chỉ tội là nhan sắc của anh thì xem thôi, nên là ui chị tôm này. Ui chào tôm lắm. Đến anh vượt cống rồi mày, chúng ta chúng. Đi xuôi. Ui trời, đứng hình luôn. Đứng hình luôn. Ôi trời ơi, hơi quăng nhá. Lấy cá ngon đấy nhá, rô phi thì bắt lên thả xuống nhá. À đây, bà Yên có lấy cá không? Bà Yên có lấy cá không này? Bà Yên lại xách xô cá được bao nhiêu cho bà Yên hết này? Mấy con cá cũng vơ bà Yên nhỉ? Không có gì trong này là vui. Không, cho bắt. Chạy lục luôn. Thì thuyền. Bắt mấy con cá cũng vơ không? Bà có lấy cá không? Bà lấy cá bé. Đây, bà lấy cá thì bà nhặt bao nhiêu cho bà hết này? Cho bà xách xô luôn. Bà nhặt bao nhiêu cho bà hết, không nói thật mà. Thì bà nhặt được bao nhiêu cho bà hết? Bà xin cho bé ạ, cháu là cho tôi đi. Bà không lấy. Ok. Bảo đó. Không có. Đánh cái... Ô. Toàn cá đỏ thế nhỉ? Cá đỏ đây. Cá đỏ mấy nghìn màu đen đúng không? Cá đỏ. Cá bé thì lạ thế nhở? Ở đây. Con có thể tạo bé. Đây bà Yên này. À. Con phi nó đỏ đấy. À, đi theo lúc cũng ở đây. Ô, tắm toàn rô phi. Luôn, hay ạ. Đấy. Theo là khó thôi mà. Mấy con trong này khác gì đâu. Cho luôn. Sách mỏi mẹ tay thôi. Hôm trước mình lộ có nghĩa là bây giờ nước nó thâu cỡ nào nhỉ? Này. Bớt luôn. Ăn nửa tháng luôn. Đổ gà đi nữa. Ô, cái này hết bèo rồi này.
Quả đấy đéo có. Nhỏ vậy nồi. Ở đây nó không vào vậy. Ừ. Vào à, trong trong chui trong hành cống á. Bên cây. Đây này. Đấy, thấy chưa? Nó chìm luôn chứ. Này nó kéo cá nhỉ. Làm gì có, nhìn nước trong thẳng rồi. Thôi quá, nhảy nhặt lắm, mỏi tay lắm. Nguyên đàn luôn này. Ôi trời ơi, mày nhìn thấy chưa? Một vợt đây, nặng. Đây, đây, đây. Mang 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 vợt lại đây. Một vợt nặng. Ô bà Yên ơi. Má đồ phì đấy. Bà về bao muối được bà Yên ạ. À. Đây này. Bà về bao muối được ạ. Bà về bao muối được hết. Đây này. Bà muối nhá. Này. Muối muối bà Yên nhá. Đéo mẹ. Đấy, cho cá mà chửi đéo mẹ. Vẫn đang còn ở kia này. Trong này rất là nhiều luôn. Đánh trước mẹ lên đây cho bà Yên luôn. Lần đi là bà Yên về này. Muối muối bà Yên nhá. Nhỏ ơi. Đấy. Bà Yên muối cho bà Yên nhá. Rất là nhiều luôn. Lắm. Bà Yên có nuôi chó vàng không? Có một mấy con hả? Chó ông lại ông còn cho mình hết rồi. Còn mấy con mèo ông đem cả một cái thân ông mình rồi còn mua mạc còn. Thôi, nó xách được mỏi tay lắm. Không phải xách cái xô kiểu gì ấy nó. Vậy thì làm mấy cái chuối mà. Kiếm còn ngon ngon thì lấy. Thôi không lấy đâu chú ạ. Kìa, nhảy vào bờ kìa. Lấy xô đây Quân ơi. Rô phi cho bà đấy đi, không phải lấy đâu. Mày nhìn thế này. Trời này mà ra đánh được cái chỗ ngoài thuyền kia ngon này nhỉ. Mai hỏi đâu. Đây, cá đây. Nhìn này. Đồ phi đấy, thấy chưa? Cá đồ phi nhiều lắm.
thôi, mai điện đang thú thưa, mai đi thuyền đi. Đi khoảng một lúc thôi mà, khoảng 30 phút là được. Đánh một vòng cái chỗ xuống gần đến cầu, quay lại là chỗ lắm rồi. Hôm đánh một mớ chép rồi, tay đấy đúng không? Chép với chấm. Úi trời ơi, tôm này. Tôm tẹp rồi, nó quá nhiều. Hoàn toàn nhảy ngược lên. Nó bảo chờ đánh, đánh mới ngăn. Thế mà cũng dí anh, đáng ngậm dở con mồi đúng không? Ô đây này. Đỏ đấy, nó bật lên chỉ có một cái thôi nhỉ. Ừ. Phim này già phết này. Tòa yên cả sở phim đó. Thôi, để dành buổi sau lấy. Con này nè. Con đồ phim. Ô, trời ơi, cái vây nó nổi kìa. Cái vây đỏ đấy. Vãn chưa. Đây này, nằm ở giữa đường này, vào lên mà nhặt đây. Yên tâm, to thế mà không thấy còn nói làm gì nữa. Con nào con đấy mà bàn tay mà không nhìn thấy thì còn nói là cái... Tôm kìa, lắm tôm nhờ. Tôm càng, tôm kia. Ở này bên kia, bên nước bên kia kìa. Nước bên kia nhìn. Bên này. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Này, cá rô rất nhiều đấy. Này, rô này. Ừ. Không. Ui giời. Chập vật. Qua đây. Chuối lại. Chuối nó hai tuổi rồi. Chuối nó. Quên. Buổi sáng. Sáng mai nó xuống. Oh, à thì lúc nào thì được. Thì là nói chung. Gửi đồ nó xuống luôn. Lắm cá không? Đấy, còn 4 cái. 4 à? Ừ. Nào đây? Dính. Mắc bố rồi. Ừ. Ê, dừng lại mà gỡ. À, rồi. Ôi trời, một đàn cá. Một đàn này. Quá. Tấm tình. Giờ đi đánh chỗ nào? Có đánh nào?